Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh chúng tôi và kính chúc tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui và những trải nghiệm thật thú vị trên kênh của chúng tôi. Sau đây là phần tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Lý Gia Hân từ Hoa hậu mang tiếng cướp chồng đến phu nhân tỷ phú Hồng Kông. Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha Trung Quốc. Trái ngược với cuộc sống nhung lụa khi làm dâu nhà hào môn như hiện tại, mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng Thơm đã trải qua tuổi thơ cơ cực, đau khổ với những trận cãi vã của cha mẹ và chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Thời thơ ấu thiếu vắng sự che chở của người cha đã buộc cô cùng mẹ và chị gái phải gồng mình kiếm tiền trang trải cuộc sống trong căn nhà lồng ảm đạm dột nát. Nhờ khuôn mặt dễ thương xinh xắn, năm lên 3 tuổi, Lý Gia Hân đã sớm được phát hiện và tham gia vào một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, vẻ trong sáng tinh khôi của mỹ nhân Hương Cảng đem lại cho cô cơ hội đóng quảng cáo lần hai. Trong suốt quãng thời gian học phổ thông, vẻ đẹp của sao nữ, thiện nữ U Hồn 2 đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất, khiến cô nhận về không ít lời mời đóng phim. Tuy nhiên, thay vì gật đầu trước những cơ hội nổi tiếng, Lý Gia Hân từ chối tất cả và tập trung phấn đấu để trở thành tiếp viên hàng không. Năm lên 14 tuổi, người đẹp bắt đầu dấn thân vào nghề người mẫu với mong ước đổi đời. Sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1970 bắt đầu trải qua ngã rẽ khi cô ghi danh thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1988 và được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Cùng năm, mỹ nhân họ Lý giành luôn vương miện Hoa hậu, Hoa kiều quốc tế nhờ nhan sắc xinh đẹp vốn có. Sau cuộc thi, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa. Những năm 1990, Lý Gia Hân là một trong tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông bên cạnh Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà. Nhắc đến mỹ nhân 52 tuổi, công chúng Hồng Kông không thể quên được sự góp mặt của cô trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Thiện nữ U Hồn 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Phương Đông Bất Bại, Đọa Lạc Thiên Sứ, Tuyết Sơn Phi Hồ, Phương Thế Ngọc, Hào Môn Dạ Yến. Dẫu khiến hàng triệu đàn ông mê mẩn với nhan sắc thanh thuần, thoát tục trên màn ảnh, nhưng khả năng diễn xuất của Lý Gia Hân chưa từng được khán giả đánh giá cao. Cô được xem là bình hoa di động, mỹ nhân được đưa vào phim để đẹp đội hình. Trước khi bước chân vào làng giải trí đầy thị phi và cám dỗ, Lý Gia Hân từng có mối tình đẹp với nhà văn Nghê Chấn, chồng hiện tại của Châu Huệ Mẫn. Thế nhưng hai người quyết định chia tay không lâu sau khi nữ diễn viên Tiếu Ngạo Giang Hồ đăng quang Hoa hậu. Năm 1993, khi tham gia phim Nguyên Chấn Hiệp, cùng dàn mỹ nhân đình đám bấy giờ như Hồng Vân, Vương Phi, Chu Chân, Lý Gia Hân nhanh chóng phải lòng bạn diễn Lê Minh trong một tứ đại thiên vương của Hồng Kông. Nhờ hiệu ứng trên phim, mối quan hệ của Lê Minh và Châu Gia Hân nhận được sự ủng hộ của công chúng. Cặp sao được mệnh danh là đôi thiên đồng ngọc nữ của làng giải trí. Thế nhưng chuyện tình của đôi tài tử, minh tinh đình đám bậc nhất của Hương Cảng không kéo dài được bao lâu khi Lý Gia Hân bắt đầu lao vào những mối quan hệ sặc mùi tình tiền bên cạnh các đại gia giàu có. Sau Lê Minh, Lý Gia Hân cặp kè với tỷ phú Lưu Loan Hùng, đại gia hơn cô đến 20 tuổi và đã có gia đình, trở thành bóng hồng nóng bỏng bên cạnh doanh nhân giàu có. Sau phim Thiện nữ U Hồn, trở thành bà Hoàng được cung phụng hết mực, sở hữu xe sang nhà khủng cùng những món đồ hiệu đắt giá. Đổi lại cuộc sống xa hoa bên người tình lắm tiện nhiều của, mỹ nhân sinh năm 1970 phải nhận về vô số lời đàm tiếu chỉ trích, khinh miệt từ dư luận. Cũng từ đây, Lý Gia Hân gắn liền với danh hiệu Hồ Ly Tinh khi cô chính là nguyên nhân khiến Lưu Loan Hùng bỏ cả vợ con để theo đuổi cô. Những tưởng đã có cái kết viên mãn bên tỷ phú họ Lưu, mối quan hệ chân dài đại gia này nhanh chóng đổ vỡ vì sự xuất hiện của Quan Chi Lâm, đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông thuở bấy giờ. Dẫu sở hữu vẻ đẹp chẳng thua kém đàn chị, Lý Gia Hân vẫn phải ngậm ngùi từ bỏ Lưu Loan Hùng trong tiếc nuối. Năm 2006, cô bất ngờ gặp tỷ phú Hứa Tân Hanh và nhanh chóng lao vào cuộc tình với thiếu gia, nhà tài phiệt giàu có bậc nhất Hồng Kông. Bất chấp doanh nhân này đã có vợ, mối quan hệ tình cảm giữa Lý Gia Hân và Hứa Tân Hanh lần nữa biến mỹ nhân phim Nguyên Chấn Hiệp trở thành con giáp thứ 13, khiến gia đình của đại gia này đổ vỡ. Cụ thể, Hứa Tân Hanh quyết định ly dị Hà Siêu Huỳnh, ái nữ vua sòng bài Ma Cao Hà Hồng Sâm, làm dư luận xứ Cảng Thơm chỉ trích Lý Gia Hân thậm tệ. Vụ tai tiếng này khiến hình ảnh của người đẹp sinh năm 1970
vốn đã méo mó trong lòng khán giả, nay lại bị ghét bỏ nhiều hơn. Công chúng gọi Lý Gia Hân là kẻ hám tiền mê danh lợi, bất chấp làn dâu nhà hào môn để đổi đời, mặc kệ mang tiếng xấu bỏ ngoài tai những lời ác ý. Năm 2008, chuyện tình tai tiếng của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh khép lại bằng một đám cưới xa hoa. Mà những năm về sau, công chúng vẫn chưa ngoài cơn phẫn nộ dành cho hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông. Bước qua cánh cổng nhà họ Hứa, cuộc sống làm dâu gia tộc danh giá của Lý Gia Hân không sung sướng như nhiều người lầm tưởng. Không chỉ trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng vì là tiểu tam, mỹ nhân phim Phương Tế Ngọc còn bị gia đình chồng khinh bỉ vì không buông đăng hộ đối. Từ một ngôi sao được săn đón trong làng giải trí, Lý Gia Hân phải hết mực cung phụng cha mẹ chồng, tuân thủ hàng loạt quy tắc khắc khe của nhà hào môn. Mãi đến năm 2011, khi nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng là Hứa Kiến Hồng, cuộc sống trong gia tộc bề thế của người đẹp mới thoải mái đôi chút. Dẫu không được lòng gia đình chồng, đổi lại Lý Gia Hân được Hứa Tấn Hanh hết mực cưng chiều. Tỷ phú danh tiếng này cũng không ngần ngại công khai bênh vực vợ trước những lời đàm tiếu của thiên hạ. Doanh nhân giàu có này cũng chưa từng nhắc đến quá khứ của Lý Gia Hân hay chuyện riêng tư của bà xã. Bên cạnh đó, cô cũng được chồng cho phép tham gia các hoạt động trong làng giải trí, điều mà gia tộc họ Hứa chưa từng có tiền lệ. Đầu tháng 12 năm 2018, dư luận xứ Càng Thơm được dịp xôn xao khi Hứa Thế Huân, đại gia giàu có nhất nhì Hồng Kông, đồng thời là bố chồng của Lý Gia Hân qua đời, để lại khối tài sản trị giá 42 tỷ Hồng Kông, tức khoảng 124.000 tỷ đồng. Nhiều người háo hức đợi xem gia sản khổng lồ của ông sẽ được chia cho con trai út Hứa Tấn Hanh ra sao. Thời điểm công bố di chúc, không ít cư dân mạng tỏ vẻ hả hê khi vợ chồng Lý Gia Hân, Hứa Tấn Hanh không được chia thừa kế, mà chỉ nhận khoản tiền trợ cấp 2 triệu Hồng Kông, tức khoảng 6 tỷ đồng mỗi tháng. Điều này khiến Lý Gia Hân phần nào nhận những lời mỉa mai, chế nhạo của cộng đồng mạng. Nhiều người giễu cợt người đẹp, bất chấp mang tiếng tiểu tam, hồ ly tinh cướp chồng để làm dâu nhà giàu có, nhưng đến cuối cùng vẫn không được thừa kế gia sản tỷ đô. Dân mạng thậm chí còn chê cười và nói vợ chồng cô nhận một món quà Giáng sinh không như ý. Dẫu vậy, Hứa Tấn Hanh vẫn sở hữu tài sản giá trị và cuộc sống đáng mơ ước nhờ công việc kinh doanh phát đạt. Chính vì vậy, Lý Gia Hân khiến nhiều người ghen tị bởi cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Giờ đây mỹ nhân đình đám tuổi nào đã lui về ở ẩn, chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Thỉnh thoảng cô vẫn xuất hiện tại một vài sự kiện của làng giải trí và thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, mặn mà, dù sang tuổi 50.